Dạ hai, bộ vị xin kính chào tất cả cô chú anh chị đã quay lại với kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Đầu video, bộ vị xin kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Dạ cả nhà ơi, hôm nay bảo việc lại review giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình là một căn nhà pháp lý sổ hồng riêng. Căn nhà hôm nay bảo việc review cho cô chú anh chị mình là một căn nhà cũ nha cả nhà, đã có một vị chủ nhân đã từng ở đây rồi. Hôm nay anh chuẩn bị định cư nước ngoài cho nên là anh bán lại cho mình một cái giá rất là rẻ luôn. Có khi gửi lại cho bảo việc ha. Thì kênh của bảo việc mỗi ngày luôn cập nhật những căn nhà nằm trong cái khung giá rẻ cũng như là những căn nhà pháp lý sổ hồng riêng từ vài trăm cho đến vài tỷ giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình. Bảo việc cũng rất là vui luôn hả. Thì mỗi ngày được review, được trò chuyện cũng như là tư vấn cho cô chú anh chị mình những căn nhà giúp cho cô chú anh chị mình an cư lập nghiệp cũng như là đầu tư sinh lời hả. Thì hôm nay căn nhà này việc giới thiệu đối với cô chú anh chị mình có diện tích ngang 5, dài cho 16 m, với công năng sử dụng 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh nha cả nhà. Một căn nhà pháp lý sổ hồng riêng cô chú anh chị mình có thể mình vay ngân hàng được luôn. Đây là trục đường trước nhà của mình nè cả nhà, rất là rộng rãi, ô tô xe tải cô chú anh chị mình vào thoải mái luôn ha. Trục đường này thì việc thấy đâu đó khoảng tầm 6 mét nha cả nhà, hai chiếc ô tô là cô chú anh chị mình đi lọt luôn á. Ở như cô chú anh chị mình thấy cái tay phải của bảo Việt nè, có một cái chiếc xe ba gác ha, đó đậu đó, cô chú anh chị mình thấy không, xe ba gác đậu mà đường của mình còn rất là rộng luôn đó. Đường trước nhà này thì là đường nhựa nha cả nhà. Đó, nếu cô chú anh chị mình có ô tô 4 chỗ 7 chỗ hoặc gia đình mình có những chiếc xe tải bán tải nhỏ thì cô chú anh chị mình nên cân nhắc mình chọn căn nhà này nha cả nhà. Ở mẫu nhà của mình, căn nhà hôm nay việc giới thiệu là một căn nhà mẫu mái Thái nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Thì một căn nhà cũ này việc thấy cũng không có hư hao gì, cô chú anh chị mình chỉ về mình sơn sửa lại tí xíu thôi là cô chú mình ở cũng rất là thích hợp rồi. Và bây giờ không để cô chú anh chị đợi lâu hơn nữa, bảo vệ xin mời cả nhà mình vào xem nhà thực tế nha cả nhà. Trước khi vào căn nhà của mình nè cả nhà, thì mình sẽ có hai cái trụ cổng ha, hai trụ cổng này cũng ốp những viên đá hoa cương rất là đẹp luôn. Ở gia đình mình cũng có hai ngọn đèn ha, rất là lung linh luôn. Và trước khi mình vào khoảng sân trước nhà thì căn nhà của mình sẽ có một cái lớp cửa bốn cánh bằng sắt nha cả nhà, để bảo vệ cho căn nhà của mình khá là chắc chắn luôn. Mỗi buổi chiều một buổi tối gia đình mình chạy xe về đó, mình đậu trong khoảng sân của mình đó thì cũng rất là an toàn nha cả nhà. Và căn nhà của mình, nhà gia chủ này cũng đã làm sẵn ra cho mình một cái mái luôn ha, mái che đó, rất là mát mẻ cho căn nhà của mình luôn, có những thanh sắt đan xen, căn nhà của mình nhìn tổng thể rất là an toàn luôn cả nhà. Thì căn nhà này lâu quá thì anh chủ nhà cũng không có ở cả nhà đó, cho nên là cũng nhà mình cũng đóng bụi tí xíu ha, cũng mong cô chú anh chị mình thông cảm. Và điện hiện tại thì anh cũng điện nước ở đây anh cũng lâu quá không sử dụng ở cả nhà cho nên là điện tạm thời đang cắt ha. Thì khi nào cô chú anh chị mình về đây mình mua căn nhà này mình ở thì bên bảo Việt sẽ làm điện lại cho cô chú anh chị mình ha. Ở sân trước nhà của mình là cả nhà cũng khá là rộng rãi, gia đình mình ở mặt dựng của căn nhà của mình á thì cũng có ốp gạch đá bóng kiến, rất là sạch sẽ luôn, cô chú anh chị mình về mình có thể vệ sinh lau chùi rất là đẹp luôn nha gia đình mình. Và mình trước khi vào không gian phòng khách thì căn nhà của mình còn có thêm một cái lớp cửa bốn cánh nữa bằng sắt kết hợp với là kính cường lực dày đâu đó khoảng tầm là 8 ly nha cả nhà. Nhà của mình thì có đèn rèm quạt đầy đủ hết trơn nha cả nhà đó. Và bây giờ bảo bị xin mời cả nhà mình tiến sâu vào không gian phòng khách ha. Rèm thì căn nhà của mình có từ trên xuống dưới luôn, đầy đủ hết cho cô chú anh chị mình luôn. Khoảng không gian phòng khách của mình khá là rộng rãi. Cũng ở đây thì cô chú anh chị mình có thể mua thêm một bộ ghế để mình tiếp khách ngay tại không gian này, rất tuyệt vời nha cả nhà. Do anh trai này cũng cần bán gấp căn nhà này để định cư nước ngoài cho nên để cho mình một cái giá rất là rẻ luôn gia đình mình ơi. Cô chú anh chị mình mua căn nhà này mình đầu tư hoặc là mình an cư ha, là mình mua là mình lời liền luôn cả nhà. Cô chú anh chị mình gắng xem hết video của bảo Việt sẽ báo cho cô chú anh chị mình một cái giá rất là hợp lý luôn. Việc chỉ tiếc một điều thôi là căn nhà của mình điện bây giờ tạm thời bị cắt cho nên là không có điện để bật cho cô chú anh chị mình xem, cho nên là cô chú anh chị mình cũng thông cảm nha cả nhà. Bên trên phòng khách của mình sẽ có một cái quạt rất là hiện đại luôn, kết hợp với bộ đèn chùm 5 ngọn ha, đèn led đèn lon có đầy đủ hết nha cả nhà.
đèn Quỳnh Quang một thước hai cũng có hai bên cho cô chú anh chị mình luôn. Bên tay trái có bảo viện này cả nhà, có một cái bức tranh Sài Gòn xưa ha, rất là tuyệt vời luôn. Ở gia đình mình chọn căn nhà này mình ở đâu đó khoảng tầm 5 đến 6 thành viên rất phù hợp luôn gia đình mình. Gạch ốp tường thì ốp cho mình là từ ngoài phòng khách cho đến là tới cuối phòng bếp luôn nha cả nhà. Đó, gạch lát sàn của mình thì là gạch 60x60 nha cả nhà, đá bóng kiến ha. Cô chú anh chị mình về đây mình càng lao, mình ở càng lao càng bóng luôn. Và dưới gầm cầu thang này, nếu cô chú anh chị mình muốn căn nhà của mình nó tươm tất đẹp đẽ hơn nữa thì mình có thể mình làm một cái tủ gầm cầu thang để mình trưng bày những cái gì mà mình thích đó cả nhà, hoặc là bình hoa bình rượu, hoặc là cô chú anh chị mình có thể mua thêm một cái kệ để tivi để cô chú anh chị mình trang trí thêm thì mình giải trí nha cả nhà. Và bây giờ bảo vệ xin mời cả nhà mình quan sát căn phòng ngủ bên dưới tầng lầu ha. Thì căn phòng ngủ này để dành cho cô chú anh chị mình lớn tuổi ha, thì cũng hơi tối tí xíu, cũng mong cô chú anh chị mình thông cảm ha. Khi cô chú anh chị mình về đây mình ở cả nhà mình cứ yên tâm ha, căn nhà mình có điện nước đầy đủ hết. Nó cũng do là lâu quá anh trai này cũng không ở á, cũng nên là điện nước cũng bị cắt ha, cho nên cô chú anh chị mình về đây mình ở ha, bảo vệ sẽ liên hệ điện nước câu lại cho cô chú anh chị mình xài thoải mái bình thường nha cả chú cô chú anh chị. Đây là khoảng không gian nhà bếp của mình nè cả nhà, nhìn khá là sạch sẽ và cũng như là khá là sang trọng luôn gia đình mình. Tủ bếp dưới căn nhà của mình đã có sẵn rồi nha cả nhà. Mặt bếp này thì có làm cho mình là bằng đá đen ha. Bên tay phải của Việt thì có một cái bồn inox 304 để dành cho gia đình mình rửa rau rửa cải ha. Thì gia đình mình có thể mình về mình đóng thêm cái tủ bếp trên cũng được nha cả nhà, tùy gia chủ mình ha. Đó. Và đường dây đèn cũng như là quạt của căn phòng bếp của mình đã có đầy đủ hết trơn rồi. Cả nhà mình có thể mình bố trí thêm ngay tại vị trí này, một cái tủ lạnh mình đặt ngay tại vị trí này cũng được nha cả nhà. Đó, hoặc là mình mua thêm một bộ bàn ăn để mình trang trí cho căn phòng bếp của mình ăn uống khá là tuyệt vời luôn gia đình mình ơi. Và điều đặc biệt Việt thích căn nhà này nhất đó cả nhà, thì cuối không gian cái khoảng nhà bếp của mình thì mình có một cái cánh cửa mở ra mới vào nè cả nhà. Mấy chị em phụ nữ thường nấu nướng thì cũng không gian bị bí thì cũng ngực nội ha, thì có cái cánh cửa này cô chú anh chị mình nấu nướng mình mở ra mở vào cho gió vào rất là thoáng nha gia đình mình. Lý do là căn nhà của mình là đèn là không có cho nên là hơi tối tí xíu nha cả nhà, chứ căn nhà của mình nhìn bên ngoài rất là sáng luôn cả nhà. Vào khoảng và cuối nhà của mình thì căn nhà của mình có một cái nhà vệ sinh bên dưới tầng trệt để dành cho cô chú anh chị mình đi vệ sinh ha, đầy đủ những trang thiết bị nội thất cơ bản, gạch ốp tường lên khoảng đâu đó cũng tầm 2 mét cho cô chú anh chị mình luôn. Và bây giờ thì Bảo Việt xin mời cả nhà mình lên lầu để mình quan sát hai phòng ngủ bên trên tầng lầu của Bảo Việt nha cả nhà. Với một căn nhà pháp lý sổ hồng riêng thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm rồi đó, diện tích ngang 5 dài cho 15 mét 16 mét nha cả nhà, Việt xin lỗi, diện tích ngang 5 dài cho 16 mét. Cô chú anh chị mình nếu có tài chính đâu đó khoảng tầm 1 tỷ cô chú anh chị mình vẫn sở hữu được căn nhà này. Cô chú anh chị mình có thể liên hệ mình vay ngân hàng ha. Một căn nhà pháp lý sổ hồng riêng, đường trước nhà 6 mét là cô chú anh chị mình vay ngân hàng vô tư luôn với gia đình mình. Trong thời gian vừa qua nếu gia đình mình đang tìm một căn nhà an cư lập nghiệp mà ở đâu đó khoảng tầm 4-5 thành viên thì nên chọn căn nhà này thì rất là tuyệt vời gia đình mình đó. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên của mình nè cả nhà. Căn phòng ngủ này cũng khá là rộng rãi luôn với gia đình mình. Mình dành để ở đâu đó khoảng tầm là 3-4 thành viên, căn phòng ngủ này rất là phù hợp luôn. Hiện tại bây giờ đèn không có việc tiết quá cả nhà ơi, phải đèn có việc review cho chú anh chị mình xem tổng thể căn nhà này rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị mình về mua tủ giường điện mình sinh hoạt rất là tuyệt vời ha. Và phản hành lang cuối nhà mình bên trên tầng lầu mình có một cái nhà vệ sinh rất rộng rãi luôn, cô chú anh chị mình có thể giặt giũ xong mình phơi đồ phơi đạc ha, hoặc là cô chú anh chị mình có thể ở đây mình tắm rửa rồi mình sinh hoạt rất là tuyệt vời luôn nha gia đình mình. Bên trong này là một cái nhà vệ sinh dành cho cô chú anh chị mình, đầy đủ những trang thiết bị nội thất cơ bản hết. Bên ngoài thì mình sẽ có một cái bồn lavabo và kiến soi mặt ha.
đường nước ra đường nước vô của máy giặt cũng đã có rồi đó, cô chú anh chị mình có thể giặt giũ ha. Và tiếp theo Bảo Việt xin mời cả nhà mình qua căn phòng ngủ thứ hai bên trên tầng lầu của Bảo Việt nha cả nhà. Ôi căn phòng ngủ này quá đẹp luôn cả nhà ơi, gia chủ này đã từng ở rồi họ có dán tranh dán tường này cả nhà, họ nhìn khá là đẹp ha. Thì căn nhà của mình là trần la phong thạch cao, họ đóng xung quanh cho nhà mình rất là đẹp luôn, đèn phòng ngủ đường dây máy lạnh đầy đủ hết rồi. Cô chú anh chị mình về đây mình ở cũng không có lo nghĩ gì hết nha cả nhà, điện nước có đầy đủ hết nha cả nhà. Và phía ngoài căn phòng ngủ này thì mình sẽ có một cái ban công để xô ra mặt dựng ha, rất là mát luôn. Việc đứng ở đây rất là mát mẻ luôn cả nhà. Và từ vị trí này chỉ cách chợ Hưng Long của mình thì đâu đó khoảng tầm là 500m trở lại thôi cả nhà ơi. Căn nhà của mình nằm trên trục đường Lê Thị Ti ha. Một căn nhà rất là đẹp luôn, pháp lý sổ hồng riêng, ngang 5 dài cho 16m. Nếu cô chú anh chị mình đang ở quận 6, quận 7, quận 8, quận Bình Tân, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cô chú anh chị mình cần đến đây xem nhà thì cả nhà mình đi theo trục đường quốc lộ 1A hoặc trục đường quốc lộ 50 hướng về miền Tây cả nhà. Cô chú anh chị mình rẽ vào đường Hưng Long 1, đồ Nguyễn Tứng, alo cho Bảo Việt đến chợ Hưng Long, Bảo Việt sẽ đón cô chú anh chị mình vào xem nhà thực tế nha cả nhà. Và Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình xuống lại không gian phòng khách để quan sát tổng thể căn nhà của mình một lần nữa cùng Bảo Việt nha cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà vừa xem xong tất cả hình ảnh, thông tin cũng như là pháp lý của căn nhà, Việt đã giới thiệu đôi nét với cô chú anh chị mình rồi ha. Và Việt cũng xin lặp lại những thông tin chi tiết của căn nhà mình. Căn nhà của mình có diện tích ngang 5 dài cho 16m với công năng sử dụng 3 phòng ngủ, 2 toilet nha cả nhà. Căn nhà của mình có pháp lý đầy đủ luôn, sổ hồng riêng. Khi cô chú anh chị mình đến đây mình xem nhà, Bảo Việt sẽ đem giấy tờ pháp lý cho cô chú anh chị mình xem luôn nha cả nhà. Anh trai này thì do là chuẩn bị định cư bên nước ngoài cho nên cần bán rất là gấp luôn, với một cái mức giá rất hợp lý luôn. Cô chú anh chị mình đợi một tí Việt sẽ công bố giá cho mình luôn. Một căn nhà với mặt tiền đường ngoài 6m, rất là rộng rãi luôn cả nhà. Cô chú anh chị mình có ô tô xe tải, cô chú anh chị mình đang tìm một căn nhà vừa rộng rãi, đường thoáng mát và có chỗ có xăng đậu ô tô thì cô chú anh chị mình nên cân nhắc chọn căn nhà này nha cả nhà. Căn nhà này thì để Việt đo hướng cho cô chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị mình nếu có thích hướng phong thủy thì cứ liên hệ cho Bảo Việt ha. Việt không những căn nhà này mà Việt còn rất rất nhiều mẫu nhà khác nữa để cho cô chú anh chị mình lựa chọn ha. Căn nhà của mình là có hướng chính nam nha cả nhà. Một cái hướng rất là mát mẻ luôn, mát từ sáng đến chiều luôn. Thì căn nhà của mình cũng đã có làm mái sẵn rồi. Cô chú anh chị mình về đây căn nhà của mình cũng rất là mát mẻ nha cả nhà. Dân cư ở đây sinh sống rất là yên bình luôn với gia đình mình. Dân cư đã có đầy đủ hết trơn rồi nha cả nhà. Và từ vị trí này cô chú anh chị mình đi ra chợ Hưng Long đâu đó khoảng tầm là 500 đến 800m thôi. Ủy ban dân xã Hưng Long cách nhà mình đâu đó khoảng tầm 400m thôi, rất là gần luôn. Nếu cô chú anh chị mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 7, quận 8, quận 6, quận Bình Tân, Tân Bình thì cô chú anh chị mình sắp xếp thời gian đến đây xem nhà của Bảo Việt thì cô chú anh chị mình đi theo trục đường quốc lộ 1A hoặc trục đường quốc lộ 50. Khi đến ủy ban dân xã Hưng Long hoặc là chợ Hưng Long, alo cho Bảo Việt, Bảo Việt sẽ ra đón cô chú anh chị mình vào xem nhà thực tế luôn nha cả nhà. Kênh của Bảo Việt chú trọng hơn về vấn đề uy tín gửi đến cô chú anh chị mình, cho nên khi cô chú anh chị mình sắp xếp thời gian đến đây xem nhà của Bảo Việt rồi, cái thứ nhất nếu cô chú anh chị mình xem nhà không ưng ý căn này, Việt sẽ hỗ trợ dẫn cho cô chú anh chị mình xem nhiều căn khác nữa để cho cô chú anh chị mình lựa chọn hài lòng nhất nha cả nhà. Và vấn đề thứ hai đó chính là vấn đề pháp lý. Khi cô chú anh chị mình đến đây xem nhà, ưng ý nhà, Việt sẽ đem giấy tờ pháp lý cho cô chú anh chị mình xem. Cô chú anh chị mình muốn soi test quy hoạch thì bên Bảo Việt sẽ hỗ trợ photo giấy tờ pháp lý cho cô chú anh chị mình soi test quy hoạch thoải mái luôn nha cả nhà. Và cuối video, Bảo Việt xin kính chúc cho cả nhà mình luôn luôn mạnh khỏe, có một ngày làm việc tràn đầy hạnh phúc nha cả nhà. Nếu yêu mến Bảo Việt, cô chú anh chị mình nhớ nhấn một nút like cũng như là đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo. Và giá của căn nhà này Việt xin công bố cho cô chú anh chị mình cuối video luôn, chỉ có giá là 1.820.000.000 thôi cả nhà ơi, với một căn nhà pháp lý sổ hồng riêng, diện tích ngang 5 dài cho 16m nha cả nhà. Cô chú anh chị mình quan sát đường trước nhà của mình một lần nữa nha cả nhà.
đường xe ô tô, xe tải của chú anh chị mình vào thoải mái luôn. À, mỗi buổi chiều ở đây có những em nhỏ sinh sống rất là vui vẻ luôn nha cả nhà. À, và bây giờ thì Bảo Việt xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. À, xin tạm biệt cả nhà mình.